Hello các bạn đã trả lời Vlog Thắng miền Tây. Hôm nay mình có mặt tên tại dòng sông Metro đây các bạn ơi. Đây là đội ghe chùa Champa đang tới dòng sông Metro, đang tập trung để dùng cơm để buổi trưa nha các bạn. Anh em dùng cơm rồi anh em sẽ tập vợt thôi các bạn ơi. Đây nè, rất vui các bạn, rất đông luôn. Đây một chút nữa mời anh em tìm hiểu với mình đội Champa tập vợt như thế nào nha. Chào các bạn. Các bạn anh em tập trung dùng cơm để tí nữa sẽ anh em xuống ghe để tập luyện nha các bạn. Đây là đội chùa Champa xã Phú Tân. Đây anh em đang dùng cơm các bạn tại dòng sông Metro nha các bạn. Cũng gần tới ngày thi đấu rồi nên anh em tập luyện cũng ra dòng sông này tập luyện để thử cân cao thôi các bạn. Đây những cổ động viên lại rất đông để cổ vũ cho đội ghe nha các bạn. Đây cũng có xe chở cơm lại cho anh em để phục vụ anh em ăn uống cho đầy đủ, đang có sức bơi các bạn. Đây tới trước là anh em thủ cây cần câu nha các bạn. Đây là hai cây cần câu luôn, để anh em coi coi cây nào nhanh nhất có thể bơi chính thức được thì anh em dùng cây cần câu đó để sử dụng với ghe nha các bạn. Đây là cây cần câu mình giới thiệu cho các bạn tìm hiểu thêm đôi nét về cây cần câu, còn gọi là đòn bẩy ở dưới ghe như thế này. Đây các bạn. Đây anh em lấy lại hai cây luôn các bạn. Tí nữa anh em xuống tập vợt mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây anh em đang chỉnh cần câu các bạn. Đây anh em đang chỉnh cần câu, cái cần câu đó quan trọng trong chiếc ghe lắm đấy nghe các bạn. Đó phải có thước tắc nữa các bạn. Phải đo bằng thước tắc chính xác mới được, mới là ghe mới được phóng nhanh trên mặt nước các bạn ơi. Đó thấy không?
anh chị em dùng com rồi và cuộc cây đoạn mà bẫy rồi cũng anh em tập hợp để chuẩn bị xuống dây tre nha các bạn. Chuẩn bị tập hợp để xuống ghe thôi các bạn ạ. Anh em cũng ăn cơm xong rồi và cuộc đoàn bẫy rồi, anh em cũng chuẩn bị xuống ghe thôi. Ê, mày giật cho mấy đoàn cho không? Quỳ ra đâu? Mang biểu tượng con hổ các bạn ơi. Đây. Rất dũng mãnh luôn các bạn. Bạn ơi. Các vận động viên bắt đầu chuẩn bị xuống ghe để tập luyện thử cây cần câu mới cuộc lại như thế nào nha các bạn. Thì ghe này ghe của Chầm Pa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì cũng bữa nay là chính thức dòng sông Mastero để tập luyện anh em ăn cơm rồi và cuộc cây cần câu rồi đoàn bảy đó các bạn. Là anh em chuẩn bị xuống ghe để tiến hành để thử tốc độ nha các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu với mình là với đội ghe Chầm Pa này. Có Chung TV nữa các bạn ơi. Người nổi tiếng nha, YouTuber mà bơi ghe đấy nè các bạn. Mang biểu tượng con hổ rất dũng mãnh luôn các bạn. Đây coi. Tốc độ của ghe chùa Chầm Pa đang vượt thử trên dòng sông Mastero đang tiến tới nha các bạn. Đang tăng tốc độ các bạn ơi. Ô ghe quá nhảy mà. Đây ghe Chầm Pa đang tiến tới xuôi nước nha các bạn. Đây là nãy ngược nước, bây giờ thử tốc độ xuôi nước thế nào nha. Thì đang tiến tới đây các bạn. Còn rất xa luôn, tại mình thu gần để cho các bạn dễ tìm hiểu tốc độ của ghe nha. Thank you.
đây trước mắt màn hình đó là chùa Pô Thi Sa Ram, phường 7 Sóc Giò, thành phố Sóc Trăng, cũng có mặt trên dòng sông Metro để tập luyện đây các bạn. Đây là đội ghe phường 7 Sóc Giò, thành phố Sóc Trăng nha các bạn, cũng có mặt trên dòng sông Metro. Kể từ đây là sắp tới là các đội ghe sẽ tập trung về dòng sông này để tập luyện đây các bạn. Chiếc ghe này cũng mới đóng mới hoàn thành 100% luôn các bạn ơi, sơn mới luôn nha. Bây giờ anh em thử tốc độ thôi. Rất hào hứng các bạn, trên dòng sông Metro từ phút giây này là rất hào hứng. Và đông khán giả lại cổ vũ cho hai đội ghe với Champa các bạn ơi. Đây, Champa đang tiến lên nữa các bạn. Ghe rất phóng luôn các bạn, cũng rất nhanh nha các bạn. Đây Sóc Giò phường 7 cũng đang tiến lên các bạn ơi. Where the fuck are you?